chào quý bạn. Hôm nay là một ngày đẹp trời ở tiểu bang Colorado, thành phố Denver. Denver là thủ đô ở cửa của tiểu bang này. Denver nổi tiếng là có 300 ngày trời nắng trong một năm. Denver không những vậy cũng có 4 mùa xuân hạ thu đông, và mùa đông thì cũng có tuyết. Khoảng 680.000 người, người ta dự lượng là tới 2050 dân số sẽ lên tới gần tới 1 triệu người. Nhiều người tới Denver để sống, vì vậy tiền nhà lên rất là cao. Địa ốc của Denver bây giờ là đang nóng bỏng, vì vậy đứng tới số 5 của nước Mỹ. Cái đó là theo một số thống kê. Hôm nay đi với tôi sẽ dắt các bạn đi tới xem một cái căn nhà mới sẽ được xây nếu bạn chịu ký contract để mua. Khu này nằm ở trong cái khu Stapleton, trong thành phố ở Denver. Stapleton là nơi cái phi trường cũ của Denver. Denver đóng cái phi trường này để mà xây cái phi trường mới và lớn hơn nữa, để tiếp ứng cho số lượng khách bay. Phi trường Denver là phi trường nhiều khách tiếp chuyển, đứng thứ 6 ở Mỹ. Thôi, không đọc nữa, đi với tôi nhé. Chào quý bạn, bây giờ là mình đang chạy trên đường để tới căn nhà mẫu mà nó, nếu mà bạn mời xi hợp đồng mua nhà cho nó thì nó sẽ xây cho bạn. Thì bình thường á, lúc mà nó xây là cái thời gian từ ký contract tới lúc mà nó xây xong nhà, nó trao nhà cho bạn thì ít nhất là cũng từ 8 tới 10 tháng rồi, là một thời gian chờ đợi cũng lâu, để mình phải chọn là nhiều ở trong nhà là mình phải chọn là màu sơn nè, là một những cái bàn ăn á, rồi nó có gọi là kitchen island, nghĩa là một cái kitchen là gọi là bếp, còn island gọi là hòn đảo, gọi là hòn đảo giữa bếp á, là nó bỏ ra từng là một cái vật, nó bỏ ra một cái miếng để cho mình có thể là ngồi để ăn ở trên cái hòn đảo ở bếp đó, đại khái đó. Thì mình có thể chọn màu nè, xong mình có thể chọn kích thước, và tùy theo đó nó có thể là nó gọi là giá tiêu chuẩn, hoặc là mình có phải trả thêm tiền không. Nếu mà trả thêm tiền á thì mình còn có nhiều thêm chọn lựa hơn những người mà không muốn trả thêm tiền. Và đây mời quý bạn coi cái khung cảnh của đây là gọi là một cái địa phận, hoặc là một khu một cái nơi ở trong thành phố Denver gọi là Stapleton. Stapleton là năm xưa là một phi trường. Đây là phi trường Stapleton International Airport, là hồi xưa phi trường cũ. Là Stapleton là cái tên của cái ông là thị trưởng của thành phố này hồi đó. Và International là thế giới á, và airport là phi trường. Nên đây là phi trường xưa, nhưng mà nó đã đóng cửa tại vì sau này phi trường không có còn đủ để tiếp ứng cho được những cái chuyến bay mà muốn đáp tới tiểu bang Colorado, thành phố Denver này nữa. Vì lý do là đây là một nơi cũng là giữa nước Mỹ, nên là nhiều nơi nhiều hãng máy bay muốn ngừng chân ở đây để tiếp nhiên liệu trước khi bay chuyến bay tiếp tục về. Giống như là nếu mà bay từ miền Đông qua miền Tây, miền Đông của nước Mỹ là có New York chẳng hạn, Boston, nếu mà bay về miền Tây thí dụ là Seattle, Washington, hoặc là Los Angeles, San Francisco, California, thì
mình phải đi từ miền Đông về miền Tây, thì ví dụ như vậy á, thì Denver là nằm ở giữa nên là người ta muốn ngừng ở Denver để tiếp nhiên liệu, thì nó mới rời phi trường về một nơi xa hơn, xây phi trường lớn hơn. Thì phi trường Denver bây giờ là theo thống kê á, nếu mà mình tính tới cái số lượt người mà tới bay chuyến bay qua phi trường tiếp chuyển, nó nhận người để rồi về Denver, hoặc là trường hợp thứ hai là nó chỉ chuyển người thôi, là giống như người ta ngừng người đó mới một thời gian xong rồi bay tới địa điểm khác á, là tính mấy cái số lượng người đó là đứng thứ 6 phi trường này, là đứng thứ 6 ở nước Mỹ á, là rất là lớn đó. Nơi đây là cũng là một nơi là Mỹ nếu mà bị tấn công vũ khí hạt nhân đi, thì vũ khí nó bay từ gần nhất là miền Đông là miền Tây của Mỹ, nhưng mà bay tới Colorado là nó xa hơn, nên đây cũng là một nơi là cố thủ quân sự của Mỹ nếu mà có thể. Rất là nhiều nhiều cơ sở quân sự ở nước này, và đây là một cái trường mà trung học ở khu này gọi là trung học Northfield, gọi là Paul Sandoval Campus đó. Rồi bây giờ các bạn coi, bên đó là bên người ta đang xây nhà, bên này á là gần cái sân mà đá banh, sân vận động đá banh mà của cái đội đá banh của tiểu bang Colorado gọi là Colorado Rabbit, Rabbit là cái thác nước á. Thì đó, thì quý bạn thấy nơi đó là cái stadium của nó. Thì Denver mai mốt á, nếu mà tiếp nhận được World Cup giải bóng cầu nào, đá banh nào mà về Denver sau này năm 2000 hai mấy mình không biết, hoặc là ba mấy đi, nếu mà Denver tiếp nhận được á, thì nó cũng sẽ tới đây đánh vài trận nè. Đó là cái stadium nhìn vậy chứ nhân là lớn lắm. Bên này là người ta đang xây nhà nè, có nhà. Đó, đây là chưa đầy một năm mình đã xây nhiều như vậy rồi á. Sự phát triển của Denver thấy rõ ràng luôn á. Nếu mà bạn ở đây, tôi thì ở đây là 3 năm rồi, nên là thấy sự phát triển rất là, đây là một năm trở lại thôi. Khu mà trước khi mình băng qua đường hồi nãy á, là cách đây là 3 năm là lúc mà mình mới dọn vô, là mình là một trong những gia đình đầu tiên á, thì bây giờ nó xây xong bên đó rồi. Đó, bây giờ là mình tới mình thăm cái căn nhà model của nó đó. Đây là 4 căn nhà model nè. Bây giờ chắc bữa nay mình đi căn nhà này một căn thôi. Căn nhà này là 3 tầng. Giá từ nhà nè, nó nói là đó, khoảng là giữa của 600.000. 600.000 đây là tiền Mỹ Kim. Đó, quý bạn nào mà muốn về đây á, sống, rồi mình gặp sau. Đây là bên ngoài của căn nhà. Thì căn nhà này giá khoảng là 750.000 Mỹ Kim, là khoảng là chắc là 16 tỷ đồng Việt Nam. Thì nó có, đây là kiểu số 1. Kiểu số 2 mình có thể mua mà chọn ở ngoài á, ở đây. Nó có chắc mỗi kiểu này á, nó cũng nhiều loại lắm mà, cũng là mình có nhiều mặt đường ở ngoài, mình có nhiều cái để chọn. Giống như là đây là hai căn nhà, nó gọi là vibe hai cái, nhưng mà mình có thể chọn là một là xây theo kiểu này, hai hoặc là căn nhà đây xây theo kiểu này. Thì mình sẽ xốc vô căn nhà này trước. Đây là living
rừng. Lẹ lên. Đây là bàn ăn chánh. Và cũng có khúc bàn ăn ở phía ngoài của chơi. Đây là có cái khu mà mình có thể là ngồi ngoài trời ăn hoặc là họp bạn bè nè, cũng là rất là rộng rãi, nó làm rất là đẹp. Ở ngoài có cái quạt nữa nên là rất là thoáng. Cái sân còn lại thì nó có một cái khúc cỏ nhỏ thôi. Đó. Rồi. Đây là cái phòng bếp nè. Phòng bếp này người ta gọi cái này là cái hòn đảo giữa bếp. Đây hòn đảo giữa bếp là mình có thể ngồi, nó bỏ ghế để mình ngồi ăn nè. Đó, xong rồi chỉ cho các bạn, quý bạn cái mấy cái, đây là cái oven nè, cái lò nướng. Còn cái nào, pantry là chỗ mà để đồ ăn á, gọi là pantry, chắc là tủ lạnh là đằng sau đây nè. Tủ lạnh nghĩ là cái này. Đúng rồi. Làm để cho hợp chung với một màu luôn, thành một kiểu. Còn này là cái sink mà lấy nước. Còn bên này là bếp nè. Bếp mình nấu ăn á, mà có mùi hôi, mùi dầu mỡ là nó hút ra ngoài. Từ cái hệ thống của nó. Và ở đây là có một cái wet area. Cái wet area là một nơi khi mà mình đậu xe rồi. Nó gọi là mud room. Mud room. Cái mud room là một cái nơi là mình đi từ cái cửa này dẫn mình đi tới cái garage đậu xe. Xong mình vô đây, mình để giày dép xuống hết, xong rồi bỏ bóp nón. Rồi mình từ đây và mình đi vô trong nhà. Cũng là một cái phòng riêng để làm cái office. Cô bây giờ lên trên. Nó trang trí rất là đẹp, nhìn là nhà này sang. Nhưng mà đây là nhà mẫu, mình mà muốn nó xây cho mình kiểu này là thêm rất là nhiều tiền. Căn nhà này là cái vẽ mà tiêu chuẩn của nó là bao nhiêu? Tùy theo cái thang. Còn nếu mà cái này là cái vai, cái thang của nó là 750 trở lên. 750 trở lên là 750.000. 750.000 Mỹ Kim trở lên là chút nữa. Không biết cái đó là bao nhiêu tiền tiền Việt Nam nữa. Nhưng mà mình phải về mình tính đó là bao nhiêu tỷ. Chắc là cỡ chừng maybe 16 tỷ. Tuy là nói là khoảng 750.000, nhưng mà nếu mà mình thường thường á, mình kêu nó xây á, mình thường thường là ít có bao giờ mình muốn cái standard đâu. Mình luôn luôn là muốn cái upgrade. Thường thường cái upgrade cho một căn nhà thì là khoảng cộng thêm một ít nhất là 100.000 trở lên nữa thì căn nhà nó sẽ đẹp hơn. Và bây giờ thôi bây giờ đi lên nhé, chắc các bạn lên đầu. Đây là cái này là bằng sắt, còn sàn nhà thì bằng gỗ, còn trên này nó lót thảm. Nhà thoáng lắm, tại nhiều ánh mặt trời, nhiều cửa ánh mặt trời vô, mở cửa sổ ra rất là thoáng. Đây là cái phòng mà gọi là phòng giải trí ở trên lầu 2 đó, nó làm trang trí có tivi.
có chỗ mà có nước, xong rồi có để chơi game. Cái này là nó trang trí professional, chuyên nghiệp của nó. Còn phòng này là phòng laundry, thì giặt đồ. Thì mình ở nhà này thì mình mua hai cái máy, một máy sấy, một máy giặt, một máy sấy, thì bỏ đi để giặt quần áo. Rồi tới phòng ở đây, cái phòng này gọi là Jack and Jill, thì hai phòng dùng một cái bathroom chung với nhau, cho nên như vậy cái bathroom là share. Đây là cái closet nè. Đó, thì hai căn phòng Jack and Jill á. Jack là tên con trai, Jill là tên con gái. Thì hai anh em, thì á, hai người share phòng nhau, nên là không phải share phòng mà hai phòng gắn liền với nhau á. Đây là cho là cô em anh trai lấy phòng này, cô em gái lấy phòng này. Thì cô em gái là Jill, anh hai là Jack. Thì có cái cửa này nó liên biệt ngăn, nhưng mà mình có thể dùng chung một cái bát luôn. Là cái, đây là cái bồn tắm nè. Nó làm cho mình muốn nó trang trí, cách trang trí nó muốn mình muốn mua. Chứ thiệt sự cái này là mình mà muốn cái này là phải thêm tiền rất là cao. Đây là cho những người nào mà cao bao nhiêu nó cũng tắm được. Đồ này là đồ mà một cái hợp chất rất là bền. Nhà mình đang ở cũng là có cái chất này. Ở đây là những cái nhà hàng xóm nè. Chắc có người đó là tới mua nhà bên đó rồi, giờ đang coi cách trang trí để chuẩn bị dọn vô. Rồi đi tiếp qua cái phòng mà cái phòng trước kìa. Công chúa, khi mà công chúa ở đây thì công chúa cũng có một cái bathroom riêng cho công chúa. Phòng này là nếu mà nhà mà có phòng này chưa phải là phòng của ông chủ master. Phòng này là chắc là cho con trưởng, tại phòng này là có không có cần phải dùng bathroom chung với người khác, có cái riêng biệt của mình. Đây là những người mà đối diện nhà này, đó nó đang xây. So now we are going to the master. Chắc là tụi nó xong rồi. Then we'll go in there. No, I just want to. Đây là, this is là bên hông căn nhà nè. Đây là căn nhà đối diện. Cũng là một căn nhà mẫu, mình đi coi sau. Mình đã nghe giọng những người da trắng rồi. Đây mà xem nhé.
tường nó làm đẹp. Bình thường nếu mà mình không có thêm tiền á là tường chỉ là bình thường. Normally it's just like this, drywall. Này là cái bình thường nè. Còn đây là mình phải thêm tiền. Đây là bên trước căn nhà. Okay, let's go. Is there someone in there? Yeah. We'll just finish the trip. Okay. Then we'll call it a day. Hai bên này là tủ quần áo. So hai bên là hai nơi. Nếu mà có cặp, đây là cái phòng master nên là nếu mà người đây là bên nó không bỏ quần áo thì người chồng có thể lấy một bên, vợ có lấy một bên. Nhưng mà thời buổi này một bà vợ một bên hay hai người chồng một bên cũng được. Hai người nam hay hai người nữ cũng được. Xã hội bên Mỹ này là nó cho cái sự rồi. Bên này thì nhỏ hơn nên người nào chắc là địa vị nhỏ hơn trong nhà sẽ được dùng. Nếu không là người chồng nhường cho người vợ. Và đây là cái nơi tắm nè, rất là sang. Sàn nhà thì làm bằng đá. Want me to get your picture in it? No, I'm actually, we're recording this. This is quite nice, yeah. What are you gonna do with all that? You gotta plan it out? Shower. Yeah. It says, we come here for design idea also. For design ideas? That's just a lot of shower. Wow, I didn't want to clean that. Well, have a good afternoon. Enjoy. Thanks. We're moving on. We're just quick lookers. This is best. I think we're done too. Okay. So let's head to the next one. Cái floor sàn nhà gỗ gỗ mà có hơi nhiều màu hơn thì nó sẽ nhìn cái tay ý muốn ngồi đó sao quý bạn nghĩ sao quý bạn có muốn mua một căn nhà ở đây không ở tiểu bang này tiểu bang mà nơi mà Mỹ nếu cần nó để về đây để cố thủ tiểu bang này có nhiều dư luận và báo đã nói là đây là một trong 20 nơi tốt nhất ở trên thế giới mà nếu mà có đại nạn mà bom nguyên tử á, là có thể về giờ về đây tại nơi này là có nơi trên cao cách mặt biển một dặm là 5,280 feet là cao lắm á và nơi này á, là có tuyết nên nó có hệ thống nước riêng tự nhiên của nó. Năm nào cũng có tuyết, nó có nhiều sông và nhiều nó cũng có hồ nữa. Vì nơi này á có dầu hỏa nữa nên nó có thể là tự trồng đồ có dầu hỏa cho nhiên liệu là có nước, có đất để cho trồng đồ ăn nên nó có là người ta bên người ta có thể về đây để cố thủ nên nơi rất tốt. Vậy quý bạn có qua đây để đầu tư cho một căn nhà như vậy không? Căn nhà này giá tiêu chuẩn của nó là 750 ngàn Mỹ Kim.
là khoảng chừng 16 tỷ Việt Nam. Ok, bye. Rồi, kính chào quý bạn một lần nữa. Đây là một tấm giấy, nó tóm lược lại những căn nhà mà mình đã đi thăm bữa nay, gọi là căn nhà Vibe. Thì căn nhà Vibe, tôi đã nói trước rồi, nó có nhiều cái thể dạng mình có thể chọn lựa. Thì bạn thấy nè, đây là những cái thể dạng của nó. Thì tổng cộng á, nó gọi đó là floor plan, là rồi cái layout, là cái mô hình của con căn nhà. Thì nó có 6 cái. Thì giá cả bạn thấy nè, khoảng là 750 ngàn, đúng rồi, từ 755 ngàn tới 760 ngàn. Thì á, nếu mà mình chọn một căn rồi á, mình mà muốn thêm thêm những cái người ta gọi đó là options, là những cái chọn lựa mà cao hơn á, thì căn nhà á nó càng mắc hơn. Nếu mà bạn thích những cái thêm thì á, bình thường á là mình phải thêm ít nhất là 60 ngàn tới 100 ngàn mới cảm thấy là mình căn nhà xứng đáng về căn nhà mà mình muốn tiếp nhận. Thì những người mà thì tôi nghĩ là giá 750 ngàn tới 800 ngàn Mỹ Kim á, là khoảng chắc là cũng 17 tỷ tiền Việt Nam á, thì cũng là một con số tiền đáng kể. Và quý vị suy nghĩ đi, nếu mà muốn thì qua đi đầu tư vào địa ốc ở nước Mỹ, là một nước cường quốc bây giờ. Đầu tư vào đó có thể tương lai sẽ thành công. Rồi chào quý vị. Xin cảm ơn quý bạn đã đi tham quan một căn địa ốc ở Denver, Colorado. Xin bấm chữ thích có nghĩa là like, và đăng ký có nghĩa là subscribe, để ủng hộ chúng tôi nhé. Có nghĩa là ở dưới đây nè, bấm đây nè. Cảm ơn. Good night.